Chào các ông bà và các bạn. Hôm nay là cái khâu cuối cùng để mà đổ bê tông cho cái nền nhà, mà cái nền xăng để mà đậu cái chiếc xe ô tô của ông nha. Đó, thì đây các anh em đang làm gấp rút, cũng chiều 4 giờ mấy rồi. Anh em cũng sớm để hoàn tất để cho cái chỗ đậu xe hơi của ông nó được hoàn thiện nha bà con cô bác ơi. Thì lần đầu tiên mà bà con cô bác mà xem được cái clip này thì bà con cô bác vui lòng nhấn nút đăng ký kênh giùm ha, để ủng hộ ông ha. Ông đi làm từ thiện ha, ông đi cứu vớt những vong linh ha, vong hồn dắt giữa da dắt dưỡng nha. Rồi, Bình Phan Thanh xin cảm ơn quý cô chú các ông bà đã xem kênh của Bình Phan Thanh. Nếu lần đầu mà các cô chú ông bà mà xem được cái kênh này, vui lòng nhấn nút đăng ký kênh ở bên màn hình phía bên tay phải dưới có chỗ màu đen đen có chữ đăng ký á, ông bà vui lòng đăng ký kênh vô dùm Thanh Bình nha. Thanh Bình rất cảm ơn nha. Đây là công đoạn cuối cùng để hoàn thành một cái nhà để xe, để cái xe Honda Accord của ông mua ha, màu đen á ha, là cái xe đó là ông đi làm công vụ ha bà con cô bác ha. Đó, thì trong quá trình làm đây cái nhà đây ha, trong kia trong nhà là có cái kệ của ông, rồi mai mốt ông về ông ngự trên cái kệ đó ha. Mai mốt ông sẽ về ông ngự trên cái kệ này nè ha. Ai có quan tình quan ức gì để thì cứ tới ông sẽ giải quyết cho nha. Rồi, lần đầu tiên các cô chú mà xem được cái kênh này thì vui lòng nhấn nút đăng ký kênh, ủng hộ kênh Thanh Bình và theo dõi nha, để Bình có động lực mà quay tiếp những video sau nha. Bình Phan Thanh xin chào cô chú anh chị và các ông các bà.